thì nó có những cái hội chứng như sau. Cái thứ nhất là hội chứng đông đặc. Thì hội chứng đông đặc á là những cái khi mà nhu mô phổi nó bị đông đặc, tức là do cái phế quản nó bị một cái bệnh lý nào đó, hoặc là cái phế nang nó bị một cái bệnh lý gì đó làm cho nó có hiện tượng là đặt chín lại, thì nó gọi là hội chứng đông đặc ở phổi. Thì nó có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân mà chủ yếu nhất á là nhiễm khuẩn, hoặc là nó bị nhồi máu phổi, hoặc là nó bị những cái khối u ở phổi. Thì trong đó nhiễm khuẩn thì đây là một trong những cái thường gặp nhất. Vì sao nhiễm khuẩn nó gây ra cái hội chứng đông đặc này? Ngay khi mà nhiễm khuẩn á thì cơ thể thường nó sẽ phản ứng lại bằng cách là nó tiết dịch, và nó gây ra cái phản ứng viêm ở tại chỗ. Thì chính cái phản ứng này làm cho cái nhu mô phổi của mình á, ngay chỗ này nó có hiện tượng đông đặc trở lại. Thì cái nhu mô này nó có thể bị tổn thương một phần, tức là một thông thường nó sẽ giới hạn cái thùy. Mấy em nhớ rồi, phổi thì được chia thành thùy, những cái thùy này nó ngăn cách nhau bởi những cái rãnh gian thùy. Thì một phần nó sẽ giúp cho phổi của mình khi bị một cái tác nhân xâm lấn nào đó, nó có thể cư trú ở một cái vùng nhất định, ít lan tỏa ra cái thùy khác hơn. Thì bên phải thì nó có là 3 thùy, bên trái thì có 2 thùy ở phổi. Thì thông thường á, viêm phổi á, thì là do tác nhân vi khuẩn, thì nó là viêm phổi thùy. Vi trùng nó có thể tấn công một cái thùy phổi nào đó, gây viêm một cái thùy phổi. Nhưng cũng có thể trường hợp nặng thì nó sẽ viêm toàn bộ phổi thôi. Thì cái triệu chứng cơ năng của nó thì thường là tùy thuộc vào nguyên nhân. Nhưng mà nếu mà nó gây ra cái vi khuẩn á, thì thường nó sẽ có phản ứng tống xuất. Phản ứng tống xuất có nghĩa là phản ứng ho. Nhìn thì nói chung á là lúc nào cũng vậy, đi khám một cái gì đó thì người ta sẽ tụ trung vô bốn cái là nhìn, sờ, gõ, nghe. Thì nếu như hội chứng đông đặc thì thường là nhìn không có gì khác lạ thì mình còn lại. Nhưng mà khi sờ á thì mình sẽ thấy là rung thanh tăng, mình biết sờ rồi thì bệnh nhân nói 1, 2, 3 ha. Thì tại sao rung thanh nó tăng? Bởi vì khi mà phổi nó có hiện tượng đông đặc như vậy đó thì dẫn âm nó sẽ tăng hay giảm. Dẫn âm nó sẽ tăng lên ha. Dẫn âm qua chất đặc, tức là chất rắn á, nó tốt hơn hay là kém hơn so với chất khí? Tốt hơn ha. Một chút nữa mình sẽ có một cái hội chứng tràn khí. Thì khi mà bệnh nhân bị tràn khí thì ngược lại, ở chỗ sờ này rung thanh nó sẽ bị giảm đi, do nó bị ngăn cách bởi lớp khí. Còn ngược lại, khi mà phổi nó có hiện tượng đông đặc lên thì sờ rung thanh nó sẽ tăng và gõ nó sẽ đục. Thông thường thì nó sẽ kèm theo cái cuối cùng là nghe. Thì rì rào phế nang nó sẽ bị giảm đi, do cái chức năng của phế nang nó bị suy giảm đi. Như vậy thì đây là mình đã nói cái cửa sổ là thì ở đây là liên quan của một cái dùng trong đặt phổi. Mấy em đố nghe là phổi phải hay phổi trái? Phải ha. Thì mấy em sẽ thấy đây là có một cái dùng đông đặc, đây là chiếm mấy thùy, là chiếm cái này là gần một hơn 2/3 phổi là 2 thùy luôn rồi ha. Phổi trái đây là có hiện tượng đông đặc phổi, cái này có thể là viêm phổi ha, vì viêm phổi thùy nó có thể là nó gây cái hình ảnh này. Tại sao ở trên viêm phổi á nó lại gây cái hình ảnh mờ như vậy? Bởi vì mình biết ở trên X quang khi mà một cái gì đó nó có nhiều không khí, màu của nó sẽ là màu tăng hay giảm đậm độ. Tăng đậm độ tức là nó sẽ đen hơn. Còn cái gì mà nó có gì nó có nước ở trong đó thì cái đậm độ nó sẽ bị giảm đậm độ đi, có nghĩa là trắng lên. Nếu như em chụp cái con ruộng vậy đó, khi mà em chụp cái con ruộng á, thông thường em sẽ thấy là những cái quai ruộng, sau đó là những cái không khí gì đó, đúng không? Còn gan khi mình chụp lên lý quan thấy gì? Nhìn cái màng trắng luôn, phải không? Phổi tại sao bình thường người ta ít chụp quanh bụng, biết không? Bởi vì bụng nó thứ nhất là đặc đặc, thứ hai á, nếu không phải là đặc đặc á thì trong đó người ta chỉ muốn khảo sát là gan là thận. Nhưng mà khi chụp lý quan lên gan như thận có thấy được gì không? Không thấy được gì nó, bởi vì nó là nước trên nó thôi, nên nó chỉ nhìn thấy một cái trắng xóa trên đó. Người ta không phân biệt được cái cấu trúc của bên trong nó có bị bệnh hay không. Ngược lại ở phổi thì người ta sẽ chỉ biết quan được, bởi vì sao? Bởi vì ở phổi sẽ chứa không khí, thì không khí á là nó sẽ có màu đen, và những cái phần nhu mô thì nó sẽ có màu trắng. Nên khi lên cái quan nó sẽ rất dễ thấy. Ngược lại siêu
siêu âm thì tới siêu âm phổi không? Gần như rất ít, chỉ khi nào mà đèn dùng thành phổi á, người ta sẽ siêu âm để coi cái đường dịch ở trong đó. Còn ngoài ra mình mừng siêu âm kỹ là tí. Trong ai học siêu âm rồi sẽ thấy khi mà máy siêu âm đặt vô một cái dụng của không khí nó sẽ bị nhiễm, không còn nhìn thấy gì trên máy hết. Vì vậy không có ai đi đặt cái máy siêu âm vô phổi hết, mà người ta siêu âm là siêu âm ghen, siêu âm lạnh. Đấy, dịch là kẻ thù của y khoa, nhưng không khí là kẻ thù của siêu âm. Hai cái kỹ thuật này mình phân biệt được. Vô bệnh nhân rồi mình siêu âm dạ dày rất là nhiều các em. Sau này em đi làm mới thấy đa số bệnh nhân rất là thích siêu âm dạ dày. Nhưng dạ dày đố em có siêu âm được không? Không được, bởi vì dạ dày nó sao nó làm cái túi khí. Em đặt cái máy vô nó chỉ có thấy chưa được tươi nó thôi, không thấy được cái gì nó nhỏ hết á. Nên không có ai mà đi siêu âm dạ dày, dạ dày là mình phải nói thông. Hoặc tính thông thì chụp ít quan dạ dày, cảm quan. Tức là chụp Paris á. Đó, tùy cái cận lâm sàng mình chỉ định cho nó phù hợp. Còn một cái chỗ gì đó toàn là xương không thì mấy em cho làm cái gì? Chụp ít quan. Có đi siêu âm răng không? Tiếp theo là những cái hội chứng đông đặc và co rút. Thì đông đặc và co rút này nó có đa nguyên nhân đó. Nó làm thẩu của mình nó bị co rút lại ở một cái vị, hoặc là thậm chí là ở một phần, một phần hai là phổi. Thì khi mà nó co rút như vậy thì lòng ngực của cái bên co rút thì nhìn thấy nó sẽ xuống và sờ lúc này huyết thanh nó tăng rất là nhiều, do cái phổi này mình thường nó là cái phổi nó chứa nhiều không khí đúng không, bây giờ nó to nó sẽ lại thành một cái phổi bị xẹp vậy nè. Thì em nghĩ là cái đậm độ nó sẽ xong, nó sẽ tăng lên ha, tức là cái mức độ rắn nó sẽ tăng lên vì vậy huyết thanh nó sẽ tăng. Thì lúc này em gõ nó sẽ tụt thì đào cái nang gần như sẽ biến mất, bởi vì lúc này phổi nó bị xẹp thẳng một cái. Thì lúc này em không nghe được cái gì rào thì nó chết, cho nó không còn cái gì nào nữa. Đây là to rút một bên phổi. Khi mà hiện tượng to rút phổi á thì nó sẽ khác gì so với cái nhiễm phổi. Thì thường to rút phổi á, phần phổi còn lại á, nó khác ở chỗ á là nó sẽ gần như một màu đen, đen vui luôn, do cái phần nó không còn gì hết trơn, nó trung thấp hơn còn gì hết. Còn trong cái viêm phổi á, phần còn lại á, em vẫn thấy được những cái cây mạch máu. Nếu mà em chịu nhìn kỹ vô, em thấy những cái dải trắng mờ 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 đó là những cái mạch máu đang tỏa trên cái phần còn lại. Đó chính là cái cách phân biệt giữa cái chuyện mà co xẹp phổi với cái viêm phổi. Thì em thấy viêm phổi á, phần này là trắng thì dễ biết rồi, nhưng nếu co rút lại thì phần này sẽ trắng đậm hơn, mình chỉ nói như vậy thôi. Nhưng có chắc là cái phần này không phải là cái phần trung thấp còn lại hay không, hay là nó vẫn còn bị mô phổi? Thì thông thường nếu nó còn bị mô phổi á thì nó sẽ có những cái dải, những cái cây phế quản ở trong đó, hoặc là những cái cây mạch máu ở trong đó, tức là những em vẫn còn thấy những cái lát trắng 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 ở trong đây. Còn khi mà nó trắng nó đen hoàn toàn cái màu đen luôn thì cái phần nó chắc chắn là nó là không còn bị mô phổi nữa rồi. Hoặc là những cái hội chứng đông đặc rải rác, thì hội chứng này á có thể thường là nó sẽ gặp ở trong đôi lúc là viêm phổi, tuy nhiên viêm phổi thì thường nó sẽ tụ luôn lại, nó sẽ đậm bị. Còn mà rải rác thành đốm hoặc là thành đốm bay á thì thông thường người ta sẽ nghĩ đến một cái tác nhân di trùng, nhưng mà nó lan tỏa. Mà thông thường á mình hay gặp đó chính là đau phổi. Anh từng gặp một cái bệnh nhân ở bên đây đốm cái chùm chụp đốm đây, chụp đốm bên đây, nó lan tỏa không có điều từ nào, cái gì nó nhỏ nhỏ này đấy. Thì thông thường nhìn một cái phim như vậy thì rất là sợ, bởi vì thông thường là nó hiện tượng nó là do lao nó tấn công mà lan tỏa rồi, thì những cái trường hợp đó là đa phần cứ chịu để lao trước rất nhiều tình. Hoặc là hội chứng tràn dịch màng phổi. Thì hội chứng tràn dịch màng phổi á thì mình nhớ lại phổi của mình là nó có hai lớp, hai lá, lớp hạch với lớp tạng. Thì hai lá này á, bình thường cái khoang giữa hai cái lá này á là một cái khoang ảo, có nghĩa là nó gần như nó không phải là khoang mà nó dính với nhau. Tuy nhiên nó được bôi lên bằng một cái lớp dịch để hai lá này có thể trượt lên nhau tương đối là nó dễ dàng. Tuy nhiên nó không có rộng, cái khoảng cách này gần như là chính xác với nhau. Vì một cái lý do nào đó cái lá tạng á nó bị tiết dịch ra, hoặc một cái chấn thương nào đó nó làm máu chảy vào giữa hai cái khoang này. Nên hai cái khoang này được gọi là khoang ảo là vì sao? Là vì lúc này nó bắt đầu cái khoảng cách thực sự, chứ bình thường nó không có tạo, đúng không? Nó em đổ nước vô hai cái lá này cốt tách với nhau, tạo
cái quạt chèn ngay giữa đó, và lúc này người ta gọi là tràn dịch màng phổi. Thì thông thường tràn dịch màng phổi thì bệnh nhân vẫn còn thở được, bởi vì nó chỉ chèn ép. Nếu mà mình đứng cái tư thế đứng thì nó sẽ đi xuống thấp, nên nó chỉ chèn ép ở cái phần đáy phổi này chút xíu thôi. Bệnh nhân vẫn còn cảm thấy là còn có thở luôn, nhưng mình vẫn không thở được. Và thông thường á, nếu gì một cái tác nhân nào đó thì thường nó sẽ chèn một bên, ít có tác nhân nào mà lan vào phải hai bên, nên vẫn còn một cái bệnh nhân vẫn còn hô hấp rất là tốt. Em biết thậm chí mất nửa lá phổi người ta vẫn còn thở được. Vì vậy á, tràn thì màng phổi nhưng mà nhiều á thì bệnh nhân mới bắt đầu tự siêu hấp, còn nếu không thì bệnh nhân chỉ cảm thấy là khó thở, thở nhanh thầm nha. Rồi khi nhìn á thì bên tràn dịch á thì nó sẽ bị nhô ra do cái khoang này á, nó bắt đầu bị thành khoang nên nó lồng á, nó làm cho cái lồng ngực của mình nó bị lồi ra so với cái lồng ngực còn lại. Vì vậy khám những cái cơ quan nào trên cơ thể, nhớ là nếu nó có một cặp thì em phải khám đúng một cặp để làm gì, để mình có mình khe để mình so sánh hai cái cơ quan với nhau. Chứ khám cái gì đó nó có một cặp thì đừng bao giờ quên cái cặp này. Ví dụ như trong đau bụng hay gặp đó, bữa hôm anh chấp thi 13 tốt nghiệp này phải để ra trường đó. Tại vì nó ra trường từ tụi em, tụi nó ra trường đấy, mà nó phải thi 4 vòng, 2 vòng tiếp tiếp và 2 vòng học viên tám. Còn đó là giải phẫu sinh lý 1 vòng và thi lâm sàng còn phải sẽ nhiều 1 vòng. Thì tôi hỏi thì cả 4 vòng hết, 2 vòng hết, 2 vòng tiếp tiếp thì nó được tiếp 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 thôi. Thì giải phẫu sinh lý vẫn có đứa cớp ha, thì nó không nắm được những cái giải phẫu cơ bản như vậy luôn. Nội ngoại thẳng nhiên vẫn có rớt, hỏi gì kháng sinh, hỏi gì di sinh, ký sinh là không biết rồi đó, là thấy nó rớt được rồi. Mà đi khám là thấy giật lắm là không rớt luôn đó. Mà đã rớt đầu là không tự nhiên thì đúng là không tự nhiên làm lễ gì hết. 3 tháng sau mới được đi lại lần 2 của mình, tức là lần 2 bắt đầu đi năng lượng thì không có làm lễ vô nhận thẳng về. Và mở ra là tụi em thì đã ở mình nha, tụi em thì không có siết như vậy, chủ yếu là tụi chị siết y thôi. Thông thường thì mỗi một người thì sẽ đọc cái lĩnh vực chuyên khoa nhất định, nhưng mà bệnh đáp y mà nó ra trường mà nó vờ hoạn quá đó thì cái mức độ mà nó nguy hại nó sẽ cao hơn rất là nhiều đấy. So với tụi em nó thẳng ra là như vậy nhé, tụi em có nhỏ hơn nguyên nào thì tôi cũng một đồng đánh giá được đấy. Còn phụ nó và trai con gái thôi thì nhân dân không chịu, à là mang tiếng ngát ngát với tụi nó, nhưng mà vì cái xã hội tương lai còn lớn hơn đấy, nên tôi phải đóng vai người khác. Thì mấy em sẽ thấy á là làm sao khi mà phổi nó bị tràn giống như vậy thì bệnh nhân sẽ có khó thở và khám cái gì mà nó đối xứng thì phải khám một cặp, giống như khám bụng vậy đó. Không có người ta cứ đau nó mất chỗ phải là người ta phải dính bụng thừa, người ta đau mất chỗ phải thì mấy em phải khám chỗ trái. Cái chuyện đầu tiên người ta đau mất chỗ phải là em phải rờ mất chỗ trái. Nguyên tắc khám là khám một cặp và khám bên lành trước rồi mới đi khám bên bệnh, nó sẽ lòi ra nhiều vấn đề ở trong đó. Để cái đau mất chỗ phải vô ảnh đau mệt đi vậy không khám gì mình còn lại là không được, là sai nha. Thì đây cũng vậy, sau đó tiếp theo thì sờ rung thanh nó sẽ bị giảm hoặc là nó sẽ bị mất bởi vì môi trường dịch đó. Dịch thể ở đây á, thì cái đường thanh nó không có tốt và gõ nó sẽ bị đục. Em biết là thì nó là nó nằm trong cái phần dịch á, nó nằm ở trong cái màng phổi như vậy thì nó làm cho mình khi mình gõ vào á thì mình chưa có đi tới cái lớp khí nó mà đến lớp dịch rồi, nên mình sẽ nghe là bịch chứ không phải là nghe nghe cái âm thanh mà vang thì khi mà mình gõ vô cái rộng. Giống như đó, bây giờ tôi gõ vô cái gỗ này đúng không, thì nó sẽ khác. Nhưng mà nếu đổi lại cái bàn này là một cái bàn đặt hoàn toàn luôn, và một cái bàn mà làm từ sắt hoặc nguyên khối chẳng hạn, thì tôi sẽ gõ để nghe bẹp. Tại vì nó không có âm vang được. Và nghe thì đào cái nang nó sẽ giảm hoặc là mất. Đấy. Và đặc biệt ở trong cái tràn dịch đó, trong cái tràn dịch mà trong nhu mô phổi hoặc ngoài nhu mô phổi đi nữa, đặc biệt là trong nhu mô phổi thì tràn dịch nó có một cái đặc biệt rất là đặc biệt, đó là khi em chụp tiết quang hứng cho bệnh nhân bị tràn dịch, thì cái phần mà tràn dịch á thì nó sẽ trắng xóa là từ rồi, tại vì dịch mà đi lên cho
và giới hạn này nó sẽ tạo ra một cái đường cong mà hai cái mép của nó sẽ đi như vậy, là một cái đường cong, và người ta gọi đường cong này là đường cong Domus ha. Có thấy cái cụm từ này chưa? Cái đường cong này là đường cong sinh lý khi có đại dịch. Đường cong này nó giống như là em để một cái ly nước, mình về nhà mình để một cái ly nước, mình để xuống ly nước miệng rộng, mình để xuống chỗ nước vào, thì nếu em chịu để ý em sẽ thấy á, là nước nó sẽ lõm ở vùng trung tâm và nó sẽ bám lên thành cong hơn. Cái đó là do cái trọng lực của trái đất nó tạo ra cái đường cong đó. Vì vậy khi mà chụp X quang mà thấy cái đường cong này là cái bác sĩ anh hay nói á, là có đường cong đau môi rồi đó, thì là nó là tràn dịch. Còn mà đường ngang như vậy đó thì chưa chắc là tràn dịch, tại vì lâu lâu cũng có gặp cái trường hợp trắng xóa như vậy, nhưng cái đường này không phải là đường cong mà nó ngang qua như vậy. Có thể trường hợp đó hoặc là lỗi hình ảnh, hoặc là cũng có thể bệnh nhân nó bị một cái áp xe ở chỗ này tạo một khí dịch, hoặc cũng có thể là bệnh nhân viêm phổi mà do hình ảnh nó vô bình như thế nào nó cắt ngang luôn, nó đi luôn, nó không tạo một cái đường cong này. Còn nếu như nó là do nước thì thông thường nó phải có cái đường cong này, đường cong Ramos rất là nổi tiếng ở bên cái chiếc quạt. Cái thứ hai là nếu nó không tràn dịch thì có hiện tượng nó tràn khí cũng giống như vậy, nhưng mà lúc này khí nó sẽ tràn vào. Tràn dịch này á, nó bao gồm cái tràn máu, máu cũng là dịch. Thì khí á, khi mà vào thì nó cũng gây ra cái hiện tượng cho bệnh nhân sẽ khó thở và có thể bệnh nhân cũng có ho khan vân vân. Và khi mình nhìn á, thì bên khí nó cũng sẽ bị căng phồng đó, do nó bị đẩy cái diện tích ra. Và sờ lúc này âm thanh nó cũng sẽ giảm hoặc mất, nhưng mà gõ thì ngược lại nó không có được nữa, mà nó sẽ gõ rất là vang, như em gõ vào một cái chấm trầu vậy đó, do cái không khí ở trong khoang lúc này nó bị tăng lên. Và một cái nữa là nghe bị rạp cái nang nó sẽ giảm hoặc là mất. Đây là một cái hình ảnh là cái vùng tăng sáng vô mặt. Hồi nãy anh mới nói về hiên thu đó, thì hiên thu như vậy thì người ta gọi cái thuật ngữ gọi là dùng tăng sáng vô mặt. Có nghĩa là cái dùng này là dùng tăng sáng vô mặt nè em, là nó không có một cái mạch máu nào ở trong đây hết. Điều đó có nghĩa là dùng này chỉ có trung thấp thôi mà không như mô phổi. Chỉ như mô phổi đâu, như mô phổi nè, cái phổi mình vẫn nguyên lá mà mình bị đẩy xẹp vô, còn có miếng dính vậy nè, đây là mô phổi. Còn đây là cái trung thất, ngoài trung thất này ra lớp da, lớp xương, rồi xong không khí thật dưới tới cái lưng, lớp da, lớp xương hết, gọi là dùng tăng thái cho mặt. Thật ra dùng này không có dùng mô phổi. Và đổi lại thì trung thất khi mà bị đẩy lật qua đây, em thấy cái đường mô phổi ở đây nó sẽ bị nhô ra chứ bên đây nhiều hơn, do cái phổi nó bị đẩy lật của thế này rồi. Đó là những cái mà mình coi phim trên X-quang để thấy. Thì cái này mình coi thêm thôi. Ngoài ra thì có một số nè, ví dụ như á, có biểu hiện của cái hội chứng trung thất á, tức là có những cái gì đó ở trung thất thì nó sẽ có những cái biểu hiện. Nếu như nó tác động đến dây thần kinh mạch thì nó sẽ gây ra hiện tượng thất thủ. Ví dụ như em ăn cay hay là em có một cái kích thích gì đó sốc quá, nó làm cho cái dây thần kinh ở chỗ mà cái vùng quanh này nè nó bị kích thích mạnh lên, thì lúc này em có hiện tượng tác tụng liên tục cho đến khi nào cái dây thần kinh này nó bớt kích thích, thì cái cơ mạch của em nó bớt kích thích thì nó sẽ giảm đi cái hiện tượng này. Hoặc là những cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch trên như là u được chẳng hạn, nó cũng có. Rồi hoặc là khi mà một cái gì đó nó biết cái đường khí quản của mình nó đi song song với cái đường thực quản, vậy giống như một cái u của khí quản gì đó nó lúc cũng gây hiện tượng là nút nghẹn hay là đau thực quản như bị chèn ép. Ngoài ra còn có những cái hiện tượng như là ho do hấp xúc thực quản đó. Thì tóm lại là có ba một chiếc trung thất, một chiếc trung thất trước giữa và một chiếc trung thất sau. Này mấy em học cũng thôi, nó cũng dễ hiểu rồi. Đây, khi mà mình nhìn một cái trung thất á, thì mình sẽ nhìn bằng cái X quang. Thông thường X quang mình có hai cái cách là chụp X quang thẳng và chụp X quang ngược nghiêng. Thì khi mà tràn dịch thì chụp X quang nghiêng rất là có giá trị để coi những cái trường hợp mà tràn dịch ít. Bởi vì trường hợp tràn dịch ít em chụp em chiếu thẳng với vô đây,
thì cái phổi của em bình thường nó sẽ theo cái hướng này đúng không, nó sẽ cứ vòm lên như vậy, em chụp như vậy em sẽ không thấy được dịch nếu mà dịch nó tụ ở hai bên hai cái đáy vòm. Còn một số trường hợp chụp mất cái góc góc vòm mạnh luôn á thì còn tệ hơn, nó là không thấy. Nhưng mà khi em chụp ngang qua như vậy thì lúc này nếu mà có dịch á thì dịch nó sẽ tụ ở ngay cái góc vòm mạnh này rất là ít, nếu mà rất là ít thì em mới thấy được thông qua này, em mới thấy nó ngay đây. Như vậy em mới kết luận được tràn dịch màng phổi được. Còn chân này không đang dịch màng phổi nó tràn nó tới trên đây rồi chụp ra giống như hình nãy có đau hay sao mà nó lên tới trên đây á thì thổi nổi rồi, nó dễ quá rồi. Nhưng mà thường còn chạy lên thì đôi lúc mình phải hỗ trợ những cái con nghiêng mình mới thấy được. Thậm chí là mình lấy máy siêu âm á, mình dòi trong cái vùng gan này là mình sẽ thấy mình chụp ở đây. Nó có cái nhiều cách để mình thấy được mình. Mặc dù tràn dịch màng phổi ít á thì thường là bệnh lý đó mà nó chưa có can thiệp, bởi vì ít quá thì nó hy vọng nó tự rút đi, người ta không có can thiệp gì vô hết. Nhưng mà ý là người ta muốn câu cái chuyện mà tràn dịch sớm. Ngoài ra thì trên liên quan nó còn thể hiện một số ví dụ như là u này, u đây là khối u chắc khó vậy mà mình đi không có gì không có thể có hiện viêm phổi gì hết, thì cái cục này chắc là cái u. Thì trong trường hợp u phổi á, người ta không dựa vào liên quan không, mà người ta phải dựa vào một chứng chèn ép, dựa vào cái gì nữa, dựa vào một chứng tận u. Bệnh nhân có sốt, có ăn uống kém, có biểu hiện là suy nhược nhiều, nhưng mà đôi lúc viêm phổi nó cũng có. Tuy nhiên á, trong u nó có một cái hậu chứng rất là điển hình mà trong viêm phổi không bao giờ có, đó là hậu chứng chèn ép khoang. Bất kỳ u nào cũng sẽ có hậu chứng chèn ép khoang, trong khi hiện tượng viêm không có hội chứng đó. Bởi vì viêm phổi là nó có đó, tôi nói lớn không bị dịch tôi đau rồi, có một cái em tưởng tượng là nó có một cái khối tế bào đúng không, khi mà nó bị viêm lên thì dữ lắm là nó hơi tăng cái thước nhẹ thôi, nhưng mà nó có thay đổi cái khối lượng được cái diện tích của nó nhiều không, cái thể tích nhiều không, không, nó chỉ là viêm vậy thôi đúng không. Cái amidan nó viêm thì nó cũng chỉ là cục amidan nó viêm vậy thôi. Tuy nhiên cái đổi là cái cục này không phải là viêm mà nó là u, thì u nó sẽ sao, nó là tế bào bất tử, lúc này nó sẽ ăn dinh dưỡng vào, ăn dinh dưỡng vào tế bào nó sẽ phình ra rồi nó truyền cái tính chất bất tử đó cho những tế bào xung quanh. Cái khối này nó phình ra. Đặc trưng của có tế bào u là tăng sản vô trong dạ. Ủa, mình có máy lạnh hả? Nhưng mình có cần đóng nước cửa cho nó tiết kiệm điện không? Đó nha, ở dưới cái nắng cho nó mạnh mẽ, cường tráng. Rồi, thì đặc trưng của khối tế bào u á là nó lấy nhiều chất dinh dưỡng và nó cứ to ra. Và cuối cùng là tại sao ung thư mà mình chết là tại vì hai vấn đề. Thứ nhất là nó lấy hết dinh dưỡng mình suy kiệt mình chết. Cái thứ hai là mình bị chèn ép khoang làm cho những cái tế bào lành nó bị chết và nó bị mất chức năng. Giống như u gan vậy đó, u gan mà nó to ra thì nó chèn ép tế bào gan lành, và người bị u gan chết á thì chết vì hậu chứng suy tế bào gan chứ không phải là chết vì ung thư. Bản thân ung thư nó không gây chết mà nó gây mất chức năng của cơ quan bị ung thư mà chết. Mấy em phải hiểu cái chuyện đó, giống như HIV vậy đó. Bản thân HIV nó không gây ra thực chất, tuy nhiên nó tấn công tế bào lympho làm cho mình bị suy giảm miễn dịch, cuối cùng mình dẫn đến S và mình chết. Chết ở đây là chết vì những cái con vi trùng khác gây bệnh. Em có thể bùng lên lao em chết, em có thể bùng lên nhiễm trùng em chết, em có thể viêm màng não nấm em chết, nhưng bản thân con HIV nó không gây ra chết, được chưa? Nãy giờ nó hỏi HIV luôn nó mấy dòng đấy với người nước ngoài không có các em cái cảnh chịu quá hả? Rồi hiểu chưa? Thành thử ra trong ung thư á thì cái vùng trung thấp này nó vậy có hiện tượng ung thư, phổi nó có ung thư không? Có chứ đúng không? Còn nhiều nữa là khác, thì ung thư phổi không phải là một cái bệnh lý gì đó mà nó ít gặp ở em, nó cũng thường gặp luôn. Vì vậy mình cũng phải chẩn đoán ra. Có khi mình chẩn đoán thì nếu mà mình ám ảnh một cái bệnh gì
gì quá, trong y nó hay bị vậy đó, nó bảo không bệnh gì quá thì hội gặp đau cũng thương, gặp đau cũng thương, trong khi ta có một cái cục nhỏ xíu vậy nè, nè nhiều khi nhiễm phổi cũng giận đúng không, chưa có hội chứng nhẹ gì, có cái đau ung thư không, cậu ta nghĩ sợ cũng nghĩ ăn uống chết luôn. Nhưng cũng có khi là kiến thức mình hạn hẹp quá, cái mình coi thấy có một cái khó gì nói ôi trong nhiễm phổi rồi cho kháng sinh đi, cho 7749 ngày kháng sinh vậy thôi, mình nhận hết bệnh mình chết luôn. Là tại sao, là vì nó đâu phải là viêm phổi, nó là ung thư đó. Thành thử ra là tùy một cái trường hợp, thành thử mình không phải dựa vào một cái gì đó đơn độc, cái phim huyết quang mà nói lên được cái gì không có. Một cái phim huyết quang phải kết hợp với một cái lâm sàng, thì lúc đó mình phải suy nghĩ tới à ông này có khả năng viêm phổi không, bạch cầu trong máu tăng nè, hội chứng viêm nè, hội chứng nhiễm trùng nè, có thể là viêm phổi đó. Nhưng mà bệnh nhân có một cái khối như vậy, lâm sàng nhưng không sốt thiết gì hết trơn, bạch cầu tăng gì hết trơn, nhưng bắt đầu suy mò nó ồ có thể ông ung thư, lúc này mình mới đè ổng ra mình cho nó chụp CT scan cắt lát ra, thì mình sẽ thấy được cái tính chất của nó. Cái nhược điểm quyết quan là mình chỉ nhìn thấy được sao một diện chụp từ ngoài vào, nên mọi cái thứ nó sẽ không, nó sẽ chỉ nhìn cái mặt phẳng thôi, mình không biết được cái tròn do này nè là một cái cục hay là cái mạng, nhiều khi nó sẽ lé mà nó xô ra vậy nè, hoặc là nhiều khi là nó bự chả vậy, cũng có nhiều khi nó là cái áp xe trong nó ruột, nó có gì trong nó ruột, nhưng mà khi chụp lên thì nó chỉ thấy một cái hình vậy thôi. Nhưng chụp CT thì nó trả lời cho mình được nhiều thứ, và chụp CT thì chụp cắt lát ra nên mình biết được bên trong của nó thật ra là rộng hay là đặc, bên trong của nó chứa dịch hay chứa khí, hay bên trong của nó như thế nào thì mình biết được đó. Đó là cái ưu điểm của một khi mà mình đi chụp CT scan là vậy. Thì những cái bệnh lý nặng như vậy thì mình phải, mình bệnh lý mà mình nghi ngờ nặng mình phải chụp CT đấy. Mà cái rất là nặng nề do cái ung thư gây ra. Ngoài ra thì có những cái triệu chứng mất cùn như suy hấp mạng, khí máu của động mạch, khí máu của bệnh nhân thì nó đi giảm. Ngoài ra thì khí máu cũng là một cái tiết kiệm ở trong hô hấp, tuy nhiên lấy khí máu ở trong phần thì người ta sẽ cho những bệnh nhân nào mà suy hô hấp đó, thì người ta phải lấy khí máu để coi cái lượng oxy và CO2 trong máu nó như thế nào, thì cái này thì bên hồi sức thì mới làm, chứ còn bệnh nhân bình thường không có thở gì hết